Không chỉ dừng lại ở câu chuyện kỳ vọng quá cao đối với con cái, việc chuẩn bị tài chính cho con cái bước vào năm học mới cũng là điều khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Tại trường mầm non ở Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thì phụ huynh của một bé 2 tuổi phải nộp đến 27 khoản thu vào đầu năm học. Trong đó có những khoản thu đã được các bậc phụ huynh chỉ ra là rất bất hợp lý. Và chưa hết thì hình thức xã hội hóa, phụ huynh tự nguyện ủng hộ nhà trường đã bị ép thành phải đóng góp. Câu chuyện về lạm thu đầu năm không chỉ xảy ra tại Nghệ An mà còn xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, đã làm cho các bậc phụ huynh rất bức xúc. Năm bộ sô vòng giá 4.000 đồng một bộ, bộ bút lông hộp giá 45.000 đồng một bộ, hai vở làm quen với toán giá 7.500 đồng một vở, một bộ khám phá môi trường xung quanh giá 45.000 đồng. Tiền mua máy tính, tiền cho việc mua từ giấy vệ sinh, tiền nước rửa nhà vệ sinh, tiền xà phòng. Tất tần tật khoảng 27 khoản thu mà một đứa trẻ 2 tuổi phải đóng cho năm học mới ở một vùng quê nghèo của Nghệ An. Không nhận được nhiều khoản lắm, nào là con em học lớp 2 tuổi mà phải đóng tiền mua máy tính này, rồi thậm chí có lớp 4 tuổi năm vừa rồi là có nghĩa là xả thiệu lớp học, thì bổ sung lớp học thì phụ huynh phải đóng, một phụ huynh là 74.000 để từ mua bát này, mua thìa, mua cốc cho con ăn uống, chứ không có trường cung cấp những cái vấn đề đó. So với người dân nghèo như dân quê nghèo như bọn em thì cũng có đôi chút khó khăn về cái khoản thu. Chưa hết, các phụ huynh này còn phản ánh họ phải đóng tiền ủng hộ cơ sở vật chất của trường, tiền quỹ phụ huynh, tiền ủng hộ lớp, tiền phục vụ bán trú để trả lương cho cô nuôi và cô trực trưa. Những khoản thu lên đến hơn 1 triệu đồng một cháu mà không có bất kỳ một tờ hóa đơn nào. Đóng góp tự nguyện nhưng mà thực ra là ép buộc một mức nào đó. Nhà trường đưa ra là phải bắt buộc là cứ là 300 trở lên là tiền ủng hộ. Nhưng người dân thì người ta không có tiền, thì nếu mà người ta có tâm lòng người ta chỉ ủng hộ 10 đến 20 thì lại nói là không được. Không kịp đóng tiền cho con ăn á, tiền ăn á, mà cô hiệu trưởng ra lệnh là đứng một góc nhìn các bạn ăn, tức là không cho con chưa kịp đóng tiền mà cho các bạn ăn á, không cho con chúng tôi ăn á, mà nhủ tức là các phụ huynh lên để đưa con ra để cho đưa về cho các con ăn thì cũng không cho đưa ra. Bức xúc với các khoản thu bất hợp lý, hơn 900 phụ huynh tại trường mầm non xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An này đã không cho con tới trường, dù ngày tự trường đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Lý do nữa được họ đưa ra là cô hiệu trưởng đã cho sử dụng thực phẩm bẩn, không an toàn cho các con trong nhiều năm nay. Khiếu nại không được giải quyết tại địa phương, cực chẳng đã, hàng chục phụ huynh thay mặt cho hơn 900 phụ huynh ở xã Quỳnh Văn đã phải ra Hà Nội gửi đơn tố cáo tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.